cầu cho mưa thuận gió hòa, khách hàng dễ tính xem là mua ngay. Thì hôm nay em Dư có một căn nhà sổ hồng riêng luôn nha, mà vị trí cực kỳ là đắc địa nữa. Thì căn nhà này diện tích là ngang 4 và dài tới 30 mét luôn nha quý cô chú anh chị. Đó thì căn nhà bị thiết kế là một trệt một lầu, có tới 4 phòng và 3 nhà vệ sinh luôn nha. Thì căn nhà mình thì nằm trong một khu dân cư hiện hữu rồi. Đó, đường trước nhà mình là đường nhựa 6 mét nè. Đó, xe hơi xe tải ra vào thoải mái luôn. Và căn nhà này vị trí là từ chợ Hưng Long vào nhà mình chỉ có 400 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Mà từ nhà mình thì lên các trung tâm quận chính như là quận 5, quận 6, quận 7, quận 8 chỉ mất khoảng tầm 20 đến 25 phút thôi, rất là tiện lợi luôn. Thì tiếp theo thì em Dư xin mời quý cô chú anh chị mình tham gia quay nhà. Trước nhà mình thì có trang bị một cái hệ cửa được làm bằng sắt hợp nè, có sơn tinh điện chống xét cho mình luôn nha, và kèm những cái đường chỉ các CNC nhìn rất là tinh tế luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, hai trụ cột nhìn rất là to và hầm hố nha, ở trên có hai cái đèn trang trí luôn. Và tiếp theo là khoảng không gian sân trước của nhà mình rộng rãi thoải mái, có thể cân mọi loại xe luôn nha quý cô chú anh chị. Ở vậy em làm một cái mái che ra nè, ở mình kinh doanh buôn bán rất là tuyệt vời luôn nha. Thì ở dưới nền thì em có ốp gạch chống chân trượt cho quý cô chú anh chị lớn tuổi nè, trẻ nhỏ ra đi vào không sợ gì luôn. Và hai bên có ốp gạch cao ráo sạch sẽ luôn nha. Và ở đây có một cái giò nước luôn, ở tiện cho quý cô chú anh chị mình rửa xe tưới cây rất là tiện lợi. Thì mặt dựng của nhà mình thì em ốp gạch đá ống kiến nè, ở cao ráo sạch sẽ luôn nha. Và trên có ba cái đèn trang trí soi sáng cái lối đi không gian của nhà mình. Và tiếp theo là khoảng không gian phòng khách thì em có trang bị một cái hệ cửa nhôm Siva ốp kính cường lực 12 ly nha. Đó, có những cái máy đây, kèm những cái đường chỉ vàng nè, nhìn rất là tinh tế luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách thiết kế theo kiểu tân cổ điển luôn nha. Đó, xen kẽ thêm một chút hiện đại nữa, toát lên cái vẻ sang trọng cho không gian của nhà mình luôn nha. Đây em bóp những tấm PVC giả đá nè, hoa giả gỗ nè, hai bên đối xứng với nhau luôn. Trần vẫn là hệ trần thạch cao duyên hợp đi chung với hệ thống đèn full led luôn, kèm một cái đèn chùm siêu to luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì em có làm sẵn cho mình một cái kệ tivi nè, ở mình về để tivi và âm thanh đây, cô điện sẵn luôn, rất là nhiều kệ tủ mình về mình bỏ đồ đạc mình đồ rất tiện lợi luôn nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì em mình để bộ sofa ở đây để dàn tivi âm thanh rất là phù hợp luôn. Là phía dưới cầu thang thì em có làm cho mình sẵn cho một cái kệ tủ nè, ở mình về mình để quà lưu niệm mình trang trí thêm, nó tăng cái độ thẩm mỹ cho cái không gian phòng khách của ngôi nhà mình nha. Nhà mình là tường riêng cột riêng hết nha quý cô chú anh chị. Và ở đây thì em có làm sẵn cho mình một cái kệ tủ âm tường nè. Mình về đây mình có thể để những chai bia, chai rượu và quà lưu niệm đây, rất là tuyệt vời luôn nha. Thì tiếp theo là khoảng không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp thì bàn giao cho mình là tủ bếp trên nè và tủ bếp dưới nè, mặt bếp bằng đá hoa cương, bồn inox 2 ngăn, một bình rửa chén, một bình rửa rau nha quý cô chú anh chị. Ở đây có một cái kệ ốp chén luôn nè, rất tuyệt vời luôn. Vào khoảng không gian này thì quý cô chú anh chị mình để một bộ bàn ăn từ 4 đến 8 người rộng đại thoải mái luôn nha. Trần vẫn là hệ trần thạch cao duyên hợp đi chung với hệ thống đèn full led luôn, kèm một cái quạt rất là mát. Và ở đây thì em có làm sẵn mình một bức tranh lụa nè, cây tiền vàng luôn nha quý cô chú anh chị. Mua cây này là về là giàu luôn nha quý cô chú anh chị. Kèm những cái đường chỉ hoa văn nhìn rất là tinh tế luôn nha. Và ở dưới đây thì dán có những thêm một cái bức tranh đá phong thủy nha quý cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Và căn nhà mình thì có tới 4 phòng và thiết kế có một căn phòng ngủ với tầng trệt dành cho quý cô chú anh chị mình lớn tuổi nè, trẻ nhỏ không đi được lầu á, ở căn phòng này rất là thoải mái luôn nha. Để giường tủ quần áo rộng rãi luôn, trần là trần thạch cao duyên hợp đi chung với hệ thống đèn full led kèm một cái đường dây điện của máy lạnh luôn nha quý cô chú anh chị. Nhà này là tất cả các hệ cửa đều là cửa nhôm Siva ốp kính cường lực nha quý cô chú anh chị. Ở đây thêm một bức tranh nữa rất là tuyệt vời luôn nha, bức tranh phong thủy nha, hình hai con ngỗng nha quý cô chú anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo là một căn nhà vệ sinh riêng lẻ ở dưới tầng trệt của nhà mình, đầy đủ thiết bị labo rồi sen bồn cầu. Và ở đây có một cái bồn rửa mặt luôn nha, có kính luôn nè, rất là tuyệt vời luôn, ốp gạch cao ráo sạch sẽ cho mình luôn. Và nhà mình có một cái khoảng sân sau phải nói là rất là rộng luôn nha quý cô chú anh chị. Bên em ốp gạch cao ráo nè, ở phía trên thì có làm mái che cho mình khung bảo vệ rồi, rất là tuyệt vời luôn nha. Và ở đây thì có ống cấp nước của máy giặt nè, có ổ điện sẵn luôn nha. Thì khoảng sân này thì quý cô chú anh chị có thể mà về bằng cá, bằng gà, bằng vịt đây, ở phơi đồ cũng được, trồng cây nuôi thú cưng rất là tuyệt vời luôn nha. Và với căn nhà này thì tài chính của quý cô chú anh chị mình chỉ cần 1,5 tỷ thôi nha, là gia công dưới sân tên trong ngày luôn. Và tiếp theo thì em Dư xin mời quý cô chú anh chị mình tham quan lại tổng thể cái tầng trệt của ngôi nhà mình. Và em Dư sẽ mời quý cô chú anh chị mình lên tham quan tầng 1 để có những gì nhá. Và đây là khoảng không gian cầu thang đi lên tầng 1 của ngôi nhà mình, rộng rãi thoải mái nha quý cô chú anh chị. Có một cái đèn trang trí luôn soi sáng cái đó đi không gian cầu thang của ngôi nhà mình. Bước đi thì em chân nè, tay vẫn còn ở cam xe chung với kính cường lực 12 ly. Và ở trên
tầng 1 của nhà mình có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha quý cô chú anh chị. Đó. Và đây là căn nhà vệ sinh riêng biệt trên tầng 1 của nhà mình luôn, đầy đủ thiết bị, labo, dồi sen, bồn cầu. Và đây là căn phòng ngủ thứ nhất trên tầng 1 của nhà mình nha. Đó, rộng rãi thoải mái cho quý cô chú anh chị mình để giường, tủ quần áo nè. Đó. Trần cũng là hệ trần thạch cao dự hợp, đi chung với hệ thống đèn full led luôn. Đó, và kèm một cái toilet riêng biệt trên tầng 1 của nhà mình luôn, đầy đủ thiết bị, labo, dồi sen, bồn cầu. Ở đây có cửa sổ thông thoáng luôn nè. Đó, mình lấy sáng lấy gió vào. Và căn nhà này thì tài chính của quý cô chú anh chị mình chỉ cần 1,5 tỷ thôi nha, mình có thể sở hữu được căn nhà này, rất là tuyệt vời luôn. Và đây là căn phòng ngủ thứ 3 trên tầng 1 của nhà mình, rộng rãi thoải mái. Đó, trần là trần thạch cao dự hợp, đi chung với hệ thống đèn full led luôn, có một cái ống cấp nước của máy lạnh luôn nha quý cô chú anh chị, có cửa sổ thông thoáng luôn nè. Đó, đây sáng lấy gió vào. Và tiếp theo là cái căn phòng ngủ cuối cùng trên tầng 1 của ngôi nhà mình. Thì căn phòng này thì quý cô chú anh chị có thể làm phòng ngủ hoặc phòng thờ ông bà tổ tiên gia đình mình cũng được. Đó, không gian thì rộng rãi nha, có cửa sổ thông thoáng nè, lấy sáng lấy gió vào. Trần là trần thạch cao dược hợp, đi chung với hệ thống đèn full led luôn. Đó, kèm một cái lối cửa ra ban công. Thì nhà mình thì nằm trong một khu dân cư rất là đông đúc nha quý cô chú anh chị. Ở khu dân cư hiện hữu rồi, đường là đường nhựa 6m nè, xe hơi xe tải ra vào thoải mái luôn. Và từ nhà mình thì ra chợ Hưng Long chỉ có khoảng tầm 3 phút thôi. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình xem đã xem hết video của em Dương. Thì cuối video thì em Dương xin nói lại một số thông tin. Thì căn nhà này thiết kế là một trệt một lầu, có tới 4 phòng và 3 nhà vệ sinh luôn nha. Căn nhà này là ngang 4 và dài tới 30m nha quý cô chú anh chị. Đó, thì rộng rãi thoải mái cho quý cô chú anh chị mình về tự đi coi setup luôn nha. Đó, không gian thì rộng rãi thoải mái luôn, thiết kế theo kiểu tân cổ điển nha quý cô chú anh chị. Đó, xen kẽ theo một chút hiện đại luôn nha. Đó, nhà mình thì nằm trong một khu dân cư hiện hữu rồi. Thì ở đây gần có các tiện ích như là chợ, trường học, bệnh viện, ủy ban nè. Đó, thì quý cô chú anh chị mình mua gì đây có các tiện ích rất là thuận tiện cho mình luôn nha. Thì quý cô chú anh chị mình nhìn ngắm lại một lần nữa đi. Đó, không gian phòng bếp nói liền là lên là khoảng không gian phòng khách, cực kỳ rộng rãi, thiết kế theo kiểu hiện đại nhất luôn nha. Và căn nhà này thì tài chính của quý cô chú anh chị mình chỉ cần 1,5 tỷ thôi nha, thì mình có thể sở hữu được căn nhà này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, đây là tổng quan cái phần mặt dựng của nhà mình. Đó, thiết kế theo kiểu máy Hàn Quốc nha quý cô chú anh chị. Đó, thiết kế kiểu hiện đại nhất luôn. Thì em Dư xin nhắc lại một lần nữa, thì căn nhà này thì tài chính của quý cô chú anh chị mình chỉ cần 1,5 tỷ thôi nha, là mình sở hữu ngay được căn nhà này rồi, rất là tuyệt vời luôn. Thì phía dưới màn hình á, thì em Dư có để lại số điện thoại của em á. Thì quý cô chú anh chị mình thấy căn nhà thiết kế cũng như là giá cả phù hợp với mình á, thì liên hệ với em Dư qua số điện thoại phía dưới màn hình. Thì cuối video thì em Dư xin chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, và hẹn quý cô chú anh chị mình ở những video clip tiếp theo ạ.